Ngày 6 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022. Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Lê Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình. Ở huyện có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Hồ Vũ Thường, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện. Sau khi tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã, thị trấn, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tuyên Hóa đã giao cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn lựa chọn vận động viên tham gia các hoạt động Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện. Theo đó, Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tuyên Hóa lần thứ 9 có 27 đoàn vận động viên của 19 xã, thị trấn, 8 đơn vị với 791 vận động viên tham gia tranh tài ở 10 môn thi đấu: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, đua thuyền truyền thống, cờ tướng, cờ vua, kéo co, bóng chuyền, điền kinh và môn võ. Các môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao được tổ chức đảm bảo khách quan, công tâm và chu đáo. Nhiều bộ môn thi đấu có chất lượng chuyên môn cao như bóng chuyền, bóng đá, cầu lông. Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện và các xã, thị trấn đã linh hoạt tổ chức các giải thi đấu trong chương trình đại hội, đảm bảo tiến độ thời gian, an toàn phòng chống dịch COVID-19. Thông qua kết quả tổ chức, các môn thi đấu cấp huyện đã lựa chọn nhiều vận động viên, nhiều môn thi đấu xuất sắc tham gia thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh và giành được nhiều thứ hạng cao. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tuyên Hóa lần thứ 9 đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tinh thần thi đấu thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng của các vận động viên. Qua các môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao nhằm thúc đẩy phát triển phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện đã trao giấy khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thi đấu cũng như đóng góp trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 9 năm 2021-2022.